Đối với lại cái bệnh lý tim mạch thì hiện nay là bệnh lý tim mạch cũng được xem như là cái nguyên nhân tử vong đứng đầu, nguyên nhân tử vong của tất cả các bệnh lý, cao hơn cả bệnh lý ung thư. Nên là việc để cho mình có một cái trái tim, một cái mạch máu khỏe mạnh thì tốt nhất là mình phải nên có một cái chế độ sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học, ăn uống những cái thức ăn mà nó có lợi cho tim mạch như như tôi vừa kể ở trên. Ngoài ra thì hàng năm thì mình nên có cái việc khám định kỳ ít nhất là một lần trong một năm, đặc biệt là những cái người lớn tuổi, thì để giúp phát hiện sớm những cái yếu tố nguy cơ có thể dẫn tới bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hoặc là mình sẽ phát hiện được một số cái bệnh tim mạch sớm như là nhưng mà chưa có triệu chứng hoặc là chưa có biến chứng trên trên lâm sàng. Như là khi siêu âm tim mình có thể là phát hiện ra là có bị hở van tim hay là có những cái bệnh tim bẩm sinh nhưng mà nó nhẹ, nó chưa gây ra những cái tổn thương lên tim làm cho bệnh nhân có triệu chứng.